Xin chào các bạn, ngày hôm nay là sáng ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 1 tây tháng 12 Thì chúng ta bây giờ đã bước vào tháng 12 của năm 2020 Và ngày hôm nay tôi cũng có một số những thông tin thường muốn đem đến cho các bạn Một số những điều mà tôi nghĩ là rất bổ ích Nhưng mà nào mà tham gia vào thị trường crypto này cũng như là thị trường tài chính nói chung Thì chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục nhìn vào tình hình của Bitcoin Các bạn thấy được là cách đây vài tiếng đồng hồ thì Bitcoin đã có một cái đợt đi xuống Thấp nhất các bạn thấy được là cách đây 3 tiếng là khoảng 18.000 đô, nhưng mà sau đó các bạn đã thấy đã đi lên rất là nhanh. Bây giờ lại tiếp tục trên 19.000 đô, chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin. Chúng ta cũng sẽ nói về tình hình à, mà chúng ta thấy rất là thú vị, đó chính là liên quan đến cổ phiếu MicroStrategy. À, và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tình hình của crypto sau này? Và cái sự thu hút về crypto đối với những cái nhà đầu tư mà không muốn đầu tư trực tiếp vào crypto, chúng ta đương nhiên, cũng sẽ nói về tình hình của Orcoin à, Chúng ta cũng sẽ nói về tình hình của chứng khoán nói chung Nhưng mà có một thông tin liên quan đến à, một cái gói hỗ trợ mới được đề xuất Chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin này Tại vì đây sẽ là một trong những cái điều quan trọng đối với thị trường tài chính hiện bây giờ Chúng ta bây giờ đã coi như là qua những tin tức liên quan đến dịch bệnh, liên quan tới vaccine, liên quan đến bầu cử cái tin tức mà những nhà đầu tư quan trọng nhất đó chính là tin tức liên quan đến gói hỗ trợ và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái Fed bên đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là thị trường crypto thực sự đã bước vào cái mùa tăng trưởng kế tiếp tại vì các bạn thấy được là không chỉ những tin tức tốt tới ào ạt nhưng mà những cái tin tức Fed như những cái tin tức xấu được đưa ra chủ yếu là để làm cho mọi người lo sợ và bán crypto của mình cũng được đưa ra và những cái thông tin này cũng những cái thông tin không có gì gọi là xa lạ chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những cái tin tức Fed này rất nhiều lần À, ở trên thị trường crypto mỗi lần mà chúng ta thấy cái mùa tăng trưởng kế tiếp chúng ta cũng sẽ nói tới những cái tin tức phết này như là liên quan đến một số bạn thì hỏi thuận là khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan đến là những cái hội đào bitcoin bây giờ là chủ yếu tập trung ở trung quốc thì điều này có lo lắng hay là không Tại vì những cái thời đào thì quá tập trung ở một nơi thôi sẽ chia sẻ với là tại sao mà những cái thông tin này Chúng ta đã có từ mấy năm nay Nhưng mà chỉ là bây giờ crypto tăng trưởng Cho nên nhiều người đưa những thông tin ra để mà làm cho mọi người lo sợ Nhưng mà cái thông tin thực sự không phải là như vậy Thì thường chia sẻ thêm một lát nữa Chúng ta cũng sẽ nói tới uh, những cái tin phớt thông qua từ Tether Các bạn đã biết là Tether là một trong những cái mà chúng ta đã có rất là nhiều trên thị trường này nhưng mà đương nhiên khi mà thị trường ảm đạm thì không có mấy ai nói tới nhưng mà thị trường mà tăng trưởng thì nhiều người lại đem những thức này ra để mà gây những cái sự lo ngại ở trên thị trường chúng ta cũng sẽ nói rất nhiều về Ethereum tại vì ngày hôm nay là ngày 1 tới tháng 12 thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái sự nâng cấp mạng lưới của Ethereum Ethereum 2.0 à, và Ethereum có ý nghĩa như thế nào và tại sao thường lại rất là tin tưởng vào Ethereum và Bitcoin bây giờ các bạn thấy là đã trở lại và thử cái mức cũ thì Ethereum thường nghĩ sẽ là cái đồng kế tiếp Muốn làm cái điều tương tự và thường nghĩ là thị trường altcoin sẽ được chuyển đầu bởi Ethereum Thường sẽ chia sẻ thêm một số những chi tiết một lát nữa cũng như là chúng ta nhận được nhiều những cái thông tin mới Liên quan đến là có nhiều những sàn giao dịch sẽ đưa ra những thông báo là sẽ hỗ trợ Ethereum staking Và điều này sẽ có như thế nào đối với giá cả của Ethereum và tại sao? mà tôi nghĩ là Ethereum bây giờ nhiều người cho là quá chậm, không có theo kịp những cái mạng lưới khác nhưng mà tại sao mà vẫn là cái nền tảng lựa chọn đầu tiên, vẫn là cái nền tảng mà có giá trị nhiều nhất khi chúng ta nói tới những nền tảng hợp đồng thông minh đứng sau lưng Bitcoin, Ethereum là đồng thứ nhì với vốn hóa mạnh nhất bây giờ. Chúng ta cũng sẽ nói tới XRP, các bạn cũng thấy được là XRP thì sắp sửa có cái Spark Token Airdrop. Đây là một cái airdrop mà rất nhiều bạn quan tâm Chúng ta sẽ nói tới những cái sàn nhiệt nào Sao hỗ trợ cái airdrop này Đây là cái list mới nhất được chia sẻ trực tiếp bởi Flare Networks Để cho những bạn nào mà hứng thú nhận được những đồng Spark miễn phí Nếu như mà các bạn đang có đồng XRP trong tay Thì những cái sàn nhiệt sẽ hỗ trợ các bạn lấy được cái Spark Token khi mà airdrop xảy ra và ngày đó là ngày nào chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa cũng như là một số bài hỏi thuận những thông tin liên quan đến à, dự án Libra của công ty Facebook thì sáng ngày hôm nay ngày một tay chúng ta đã nhận được một cái thông tin mới liên quan đến dự án Libra thực mình sẽ chia sẻ trong cái video này à, và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu liên quan đến cái đề xuất được đưa ra liên quan đến gói hỗ trợ thì mình thấy là chúng ta có rất nhiều điều sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay cho nên tuy bây giờ là sáng của ngày thứ ba nhưng mà tới lúc mà anh thường đăng video này có thể là thường phải chia ra làm nhiều video để các bạn dễ dàng theo dõi hơn và sẽ tốn một ít thời gian nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và đương nhiên như bạn nào mà chưa có theo dõi thuần cáp video trên những mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Facebook, Twitter, Telegram vân vân à, và những bạn nào mà thích giao dịch crypto, thích trading thì trước khi mà tham gia vào một cái sàn dịch nào các bạn bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital như là các bạn có thể tham gia những sàn như là sàn Nepex thì đây là một cái sàn margin sàn Nepex bây giờ thì có một cái ưu đãi là những bạn nào mà đăng ký trên mục mới thông qua link của thuận Capital hay là các bạn đã đăng ký trước đây thông qua liên tục khác được các bạn có thể nạp 50 đồng tether vào trong chương mục của các bạn trong cái thời gian ưu đãi này thì các bạn sẽ được nhận 2.000 điểm snap và cái thời gian ưu đãi là cái thời gian từ lúc bây giờ cho đến ngày 6 tây tháng 12 thì ngoại chưa đưa ra đương nhiên nhưng mà nào mà tham gia snapx thông liên thuần capital các bạn có thể điền đơn đi vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn tham gia vào sàn binance thì sàn binance quốc tế các bạn cũng đã biết là đây là sàn mà không hỗ trợ những người mà trade ở hoa kỳ sàn mà hỗ trợ hoa kỳ là sàn binance us thì sàn binance quốc tế là sàn mà hỗ trợ nhiều quốc gia trong đó có việt nam thì sàn binance quốc tế nếu như các bạn tham gia thông liên thuần capital các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch spot như là giao dịch thông thường và 10% giao dịch futures. Nhưng mà nào có hứng thú thì bấm vào cái link để tìm thấy những cái thông tin chi tiết hơn. Nhưng mà nào mà đã tham gia sàn Binance Thông qua thuộc Cap rồi trước đây thì chúng ta biết là cái chương mục đó uh, sẽ như hoạt động trong khoảng chừng là 10 ngày nữa. Thì khi mà ngưng hoạt động thì những bạn nào mà đang hưởng 20% phí giao dịch mà các bạn đăng ký trước đây thông qua cái link cũ đó thì sẽ không được hỗ trợ 20% nữa các bạn vẫn có thể chơi bình thường nhưng mà chỉ không được nhận 20% mà thôi. Còn những bạn nào mà muốn tiếp tục thì có thể là tham gia vào cái link mới mà Thuận đã đăng trong thời gian hơn một tuần qua. Ngoài chỉ được đưa ra các bạn tham gia vào những sàn như là Bybit, uh, Bitja, Coinbase, Remitano và ứng dụng BlockFi tham gia cho BlockFi các bạn có thể được nhận bonus lên tới 250 đô thì cái bonus này có một số bạn hỏi thuận thì cái bonus này à, là dựa theo các bạn gửi bao nhiêu đương nhiên các bạn gửi càng nhiều à, thì có thể là nhận được cái bonus Nhưng bạn hỏi thuận là có phải là minimum như là ít nhất là 100 đô hay là không thì không phải các bạn có thể gửi thấp nhất là 25 đô Chỉ là nếu như các bạn gửi dưới 100 đô Thì sẽ không nhận được bất cứ một bonus nào hết Hy vọng là đây là những cái thông tin mà giúp ích được cho các bạn Nhưng mà nào mà đang có thú tìm hiểu những cái dịch vụ này Chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là Bây giờ chúng ta nhìn cái giá Bitcoin đi xuống trong vòng 3 tiếng hồi vừa qua Thì có nên lo lắng hay là không Thì câu trả lời là cũng không đến nỗi mà chúng ta cần phải lo lắng Tại vì các bạn thấy được là Hôm nay thì về mặt cái tin tức liên quan tới bitcoin thì cũng không có một cái tin tức nào gọi là xấu liên quan tới bitcoin hết. Chúng ta thấy được là bitcoin bây giờ đang nằm trong cái tình hình điều chỉnh. Đây là một điều mà chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều trên cái channel này. Các bạn thấy là chúng ta cũng đã biết là bitcoin khi mà càng đi trở về càng thử cái mức là 20.000 đô thì sẽ càng dẫn tới có những cái sự điều chỉnh. Tại vì có rất nhiều người đợi sẵn để mà mua cái mức này khi mà chúng ta nhìn thấy bitcoin trong thời gian rất là ngắn đã thử cái mức gần như 20.000 đô này hai lần thì bây giờ điều chỉnh là một phần cũng là một điều rất là bình thường để có thể là cho những người mà muốn chốt lời cơ hội để chúc lời và những người mà muốn mua thêm cơ hội để mà mua thêm thì chúng ta nhìn vào Bitcoin với cái biểu đồ là đến ngày đi thì các bạn sẽ thấy được là cái biểu đồ đến ngày thì chúng ta đã thấy là Bitcoin tới thời điểm bây giờ thì đã thử cái mức là 20.000 đô này là hai lần các bạn thấy được là lần đầu tiên là ngày 25 tây tháng 11 và lần thứ nhì là ngày hôm qua ngày 30 tây tháng 11 thì đây là lần thứ hai mà Bitcoin muốn chạm cái mức 2.000 20 đô này và cả hai lần cho mình thấy là đều có một cái sự đi xuống cái lần đầu tiên thì được điều chỉnh đó các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng là vài ngày ngày 25 tây thì điều chỉnh khoảng chừng là gần 17 trăm cái đợt này thì bây giờ các bạn thấy được là cái đợt này nếu nó điều chỉnh thì cũng không phải là điều chỉnh nhiều lắm các bạn nhìn thấy được là cái mức cao nhất ngày hôm qua là khoảng 19.900 đô tùy theo sàn thì đi xuống tới cái mức là 18.100 đô thì các bạn thấy được là điều chỉnh chỉ có gần như 9% mà thôi và chúng ta cũng đã biết là nhìn vào lịch sử của Bitcoin khi mà chúng ta nhìn vào năm 2017 như là thường đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua thì năm 2017 các bạn sẽ thấy được là đầu năm thì cũng là cái lúc mà Bitcoin muốn thử lại cái mức cao nhất trước đó đó chính là khoảng 1.100 đô thì các bạn thấy được là lúc đó Bitcoin phải thử là một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần lần thứ năm này là thật ra mà nói là trong ngày mà thôi tại vì các bạn thấy là có một cái đợt xuống giá rất là mạnh và rất là nhanh từ cái mức là 1.180 xuống thẳng xuống chỉ còn có 900 đô mà thôi có nghĩa là giảm gần như là 50 trong thời gian cực kỳ ngắn nhưng mà đã hồi phục lại trong vòng một ngày và sau đó đã rời bỏ cái mức 100 đô này và không có trở lại nữa thì cái đợt này có cần phải thử nhiều lần gì hay không thì thường không có biết nhưng mà thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là đây là một điều rất bình thường khi mà các bạn thấy là Bitcoin trở lại cái đỉnh cũ mà muốn thử cái đỉnh cũ thì thường phải thử nhiều lần. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là có rất nhiều người chờ đợi ở những cái mức như là 19.000, 20.000 để mà chốt lời. Tại vì họ đã chờ đợi rất là lâu. Các bạn thấy được là nhiều người đã giữ Bitcoin của mình trong vòng 3 4 năm qua để có thể là có được cái cơ hội chốt lời ở cái mức là 2.000 đô một lần nữa. Cho nên mỗi một lần mà các bạn thấy là Bitcoin À, lên tới cái mức là gần 20.000 đô thì sẽ có người chờ sẵn để mà chúc lời. thì mỗi lần mà họ chúc lời như vậy thì đương nhiên kỳ sau họ không chúc lời nữa. tại vì những cái người đó đã chúc lời rồi. thì mỗi lần mà các bạn thấy là thử lại cái mức 20.000 đô này thì cái số người mà chờ để mà chúc lời sẽ càng ngày ít đi, càng ngày ít đi cho đến khi mà không còn nhiều người chúc lời nữa mà cái lực bán cái nguồn cầu quá cao. Uh, mà cái nguồn cung không có đủ thì chỉ dẫn tới là Bitcoin sẽ đột phá qua khoảng 20.000 đô này Đây là một chuyện sớm muộn mà thôi Đây là điều mà tôi rất là tin tưởng Ngoài chuyện điều đó ra thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi của Bitcoin uh, khi nào mới thực sự phá và nếu như điều chỉnh thì điều chỉnh sau bao nhiêu Nhưng một điều rất là thú vị là tôi nhìn vào cái cổ phiếu của MicroStrategy thì MicroStrategy các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ từ đầu năm cho đến bây giờ thì các bạn thấy được là đây là biểu đồ cổ phiếu của công ty MicroStrategy strategy một trong những công ty các bạn đã biết là đưa ra những thông báo chính thức là lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của công ty thay vì là lưu trữ những cái tài sản khác như là lưu trữ vàng hay là những cái loại tài sản như là trái phiếu cổ phiếu như MicroStrategy thì đưa ra cái thông báo cách đây khoảng chừng là 3 tháng hồi tháng 8 đó chính là công ty MicroStrategy sẽ chuyển cái số tiền lưu trữ nhân khố từ tiền pháp định như là đồng đô la qua hết vào Bitcoin và cái số tiền các bạn có nhớ là hình như là hơn 400 triệu đô la đầu tư vào thì cái số tiền đó bây giờ đã có lợi nhuận rất là cao tại vì bạn thấy được là Bitcoin đã có sự tăng trưởng rất nhiều từ tháng 8 tới bây giờ và MicroStrategy mua hai lần, một lần là hồi tháng 8, một lần hồi tháng 9 để chúng ta nhìn vào à, cái trang web mà chúng ta hay thường nhìn đó chính là BitcoinTreasury.org thì đây là trang web chật bạn thì được là những công ty nào đang lưu trữ Bitcoin thì MicroStrategy là công ty mà lưu trữ nhiều nhất thì các bạn thấy được là tổng cộng công ty Michael Strategy mua là 425 triệu và cho tới ngày hôm nay thì cái số tiền đó gần như đã gấp đôi là 729 triệu đô la cái số tiền mà lợi nhuận họ có được từ Bitcoin còn nhiều hơn là thu nhập công ty 3 năm cộng lại các bạn đã thấy được là cái sự lợi hại của đầu tư Bitcoin là như thế nào à, và chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Michael Strategy thì các bạn thấy được những gì các bạn thấy được là cổ phiếu của Michael Strategy thì đi hàng ngang hầu như là cả năm Các bạn thấy được là lên xuống không có bao nhiêu Từ cái mức là 92 đô Và lên cao nhất là các bạn thấy được là 140 đô Thì đây là cái mức mà dao động của cổ phiếu MicroStrategy Nhưng mà khi mà MicroStrategy đưa ra thông báo là mua Bitcoin bắt đầu từ tháng 8 Thì các bạn đã thấy được là chuyện đã xảy ra với cổ phiếu của MicroStrategy đơn một cách rất là kinh khủng Các bạn thấy được là lên gần như là ba lần Các bạn thấy là từ khoảng chừng 100 đô bây giờ 300 đô 27 đô cho cổ phiếu của MicroStrategy. Thì như cho là tại vì công ty MicroStrategy đầu tư vào Bitcoin khiến cho công ty MicroStrategy có giá trị hơn tại vì Bitcoin đang tăng giá. Thì đây cũng là một trong những suy nghĩ mà một số người sẽ suy nghĩ khi mà họ chưa bao giờ đầu tư vào Bitcoin, họ cũng không hiểu Bitcoin là gì. Nhưng mà họ nghĩ là đây là một cái loại tài sản mà mình cũng nên có một phần tại vì cần phải đa dạng quá cho đầu tư của mình. Thì thay vì là họ mua Bitcoin trực tiếp thay vì là họ mua cổ phiếu của Rescale Bitcoin Investment Trust họ cũng có thể lựa chọn mua những cái công ty mà đang lưu trữ Bitcoin tại vì nếu họ nghĩ là Bitcoin sẽ tăng rất cao thì công ty này sẽ có được lợi nhuận rất cao đến từ Bitcoin ít ra nếu như họ bán Bitcoin của mình thì có thể là có cái số tiền rất nhiều để mà tiếp tục kinh doanh hoạt động công ty cho nên các bạn thấy là một những cái suy nghĩ sẽ dẫn đến là cổ phiếu MicroStrategy sẽ tăng lên điều này thì cũng rất là tương tự như năm 2017 cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn à, về các dấu hiệu là thị trường này tăng trưởng chúng ta chỉ không nói tới là giá cả đương nhiên các bạn thấy được là giá cả tăng lên thì ai cũng có thể ngồi đó để mà nói với các bạn là à, bây giờ chúng ta đã bước vào mùa tăng trưởng mới tại vì giá cả bây giờ đã là 19.000 đô nhưng mà đó không phải là toàn bộ câu chuyện các bạn phải nhìn vào rất nhiều những cái mặt khác nhau trong thị trường này và một trong những cái điều ngoại trừ những tin tức tốt ra như là thường đã chia sẻ trong cái thời gian qua chúng ta cũng phải nhìn vào những cái yếu tố khác nữa nhưng là các bạn thấy được là năm 2017 đó những cái công ty mà có từ blockchain đột ngột sẽ dẫn đến là cổ phiếu công ty đã tăng lên tại vì lúc đó là mọi người rất là quan tâm đến blockchain rất là mới ở thời điểm đó cho nên các bạn cũng đã nhớ là có một công ty thường như là Long Island thì công ty này à, thay vì trước đây gọi là Long Island thì bây giờ gọi là Long Island Blockchain hay là Long Blockchain gì đó thường cũng quên rồi nhưng mà công ty đó chỉ cần để từ blockchain vô tên công ty thôi thì cổ phiếu đã tăng lên thì bây giờ các bạn thấy là cũng tương tự một công ty nào đó nói là lưu trữ một số Bitcoin thôi thì giá đã tăng lên như là MicroStrategy Mặc dù là lưu trữ Bitcoin thì không có liên quan gì đến cái sự việc làm ăn của công ty MicroStrategy hết Đây là một công ty à, cung cấp những cái phần mềm tính toán Nhưng mà vì công ty MicroStrategy đầu tư Bitcoin đã khiến cho cổ phiếu tăng lên Thì nếu như các bạn là một cái công ty như là MicroStrategy nó thật chứ trước khi mà công ty MicroStrategy đầu tư Bitcoin thì không mấy ai nói tới công ty này, đây là một công ty mà cũng nhiều người biết tới nhưng mà không phải là một công ty rất là nổi bật Các bạn thấy là Sau khi mà công ty MicroStrategy, đầu tư Bitcoin đưa ra cái thông báo là lưu trữ Bitcoin Thì đã liên tục được lên nhiều cái bài báo thậm chí được mời lên CNBC à, Để mà nói về những cái quyết định tại sao mà đầu tư vào Bitcoin Khiến cho cổ phiếu tăng lên, khiến cho công ty à, Có thêm tên tuổi Thì nếu như các bạn là một công ty tương tự Thì các bạn có nghĩ là đầu tư Bitcoin là một Trong những cái chiến lược Các bạn có thể làm được để đưa công ty mình có thêm tên tuổi hay là không các bạn chỉ cần bỏ một số tiền đầu tư bitcoin sau đó đưa ra những thông tin là công ty đang lưu trữ bitcoin thì sẽ dẫn đến là cổ phiếu tăng lên có thể là nhiều nghĩ như vậy thì có thể dẫn đến là bitcoin sẽ càng được quảng bá nhiều hơn sẽ dẫn đến là càng nhiều công ty hơn lưu trữ bitcoin chỉ vì cái lý do là có thể dẫn đến cổ phiếu tăng lên đây là một cái dẫn chứng cho các bạn thấy được